Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng touring duy nhất của Giant có giảm xóc. Đó là cái dòng XCR3500. Và trong kênh của em thì từ trước tới giờ cũng đã có một vài video đánh giá cái dòng xe này rồi. Và trong những cái tháng đầu mùa hè năm 2019 này thì em đang về tiếp tục một cái xe touring XCR3500. Một hình thức rất là mới và chỉ duy nhất cái dòng XCR3500 này của Giant, đó là dòng touring có giảm xóc, thì nó sẽ khác biệt các cái dòng touring không giảm xóc ở cái gì, và cấu hình cũng em đánh giá cũng khá là cao cấp rồi. Thì nó khác ở dòng touring không giảm xóc có cái gì và cao cấp ở chỗ nào, thì bây giờ xin mời các bác xem cái chi tiết của cái chiếc xe này. Vâng, và như trong khung hình đây các bác đang nhìn thấy, đó là tổng thể cái dòng Touring XCR3500 của hãng Giant. Cấu tạo chiếc khung của Giant XCR3500 này thì vẫn là cái công nghệ nhôm alu XX siêu nhẹ của hãng Giant. Và cái cấu hình thì chiếc xe này được trang bị một cái bộ đùi đĩa 3 tầng của hãng Shimano rất là tốt cho đằng trước. Gạt đĩa trước của chúng ta là gạt đĩa Anivio, Shimano Anivio. Đằng sau của chúng ta thì xe được trang bị lip 9 tầng và gạt và bộ đề Shimano Anivio. Như các bác biết thì Anivio nó cao cấp hơn Thule, cao cấp hơn Antut và cao cấp hơn Acera. Rồi mới đến Anivio, tức là Anivio tốt đứng thứ tư từ dưới lên trong cái bộ chuyển động gia đình, bộ chuyển động của Shimano Nhật Bản. Xe này được trang bị vành 700C. Vành 700C và quả lốp to, đó là quả lốp 700C nhân 38. Lốp gai giúp bám đường mọi địa hình, tức là xe này là xe đa địa hình. Vành bánh Mayer của Gian hết, tất cả là đồng bộ của hãng. Đồng bộ của hãng đều là của Giant, vành và Mayer đều của Giant. Về phần yên và cọc yên cũng tất cả các chi tiết đều nguyên bản. Về sơn của chiếc xe này thì em đánh giá là khá là đẹp, rất là còn bóng và mới, như các bác có thể nhìn thấy cái độ bóng của chiếc xe, của sơn xe. Hầu như không có vết xước. Không có vết xước nào lớn trong quá trình sử dụng vì cái xe này em sử dụng rất là ít. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy cái mã vạch QR code của xe chính hãng. Rồi xe này là xe size M. Size của chiếc xe là size M, phù hợp với các người cao từ 1m65 cho đến 1m75. Đằng trước của chúng ta là như em đã trình bày, đây là dòng duy nhất touring của Giant có giảm xóc. Và giảm xóc của chiếc xe là giảm xóc SR Sun Tour. Và bánh đằng trước là cũng là bánh cặp của Giant hết. Lên tay cầm của chúng ta có bên tay phải là bộ tay bấm chuyển số 9 tốc độ của Shimano Anivio và phanh dầu Shimano. Bên tay trái là 3 tốc độ của đĩa. Đây, như các bác có thể nhìn thấy là phanh dầu. Nhưng mà cái hình thức xe còn rất là mới, khoảng trên 90%. Đĩa phanh của Shimano chính hãng hết và nguyên bản 100%. Đùi đĩa Shimano. Dòng 3500 touring có giảm xóc, và đây là tổng thể bên này của chiếc xe đạp touring này. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này, và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả, cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp, và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận. Nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo, thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu
để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Chứ các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được, thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943, và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông, để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng, và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành là đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác, rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết, tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì đều sẽ được em tặng, tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em, là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship. Trong giá bán đã là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra, và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà, mở bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.